Việc Ronaldo rời Man United trong nỗi bất bình sau cuộc tranh cãi với Erik ten Hag đến nay vẫn luôn là vết gợn trong sự nghiệp của tiền đạo 39 tuổi. Ronaldo đã chia tay Old Trafford vào tháng 11 năm 2022 và không còn đường lui sau cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Đã gần 2 năm sau sự kiện đó, cựu trợ lý huấn luyện viên Steve McClaren đã lên tiếng ủng hộ ten Hag về cách xử lý Ronaldo. Ten Hag thực sự đã xử lý tốt. Tôi đã nói vào thời điểm đó rằng ông ấy là người phù hợp với công việc tại Man United. Điều đó được thể hiện bằng cách ông ấy xử lý vụ ra đi của Ronaldo. Ten Hag đến với những tiêu chuẩn, những luật lệ được đặt ra một lối chơi cụ thể. Nếu bạn không chạy, bạn không được đá. Ông ấy rất cứng nhắc về điều đó. Người Hà Lan luôn là vậy. Ông ấy biết đó là điều cần thiết cho đội, không có sự linh động nào cả. Các cầu thủ không thể trốn tránh trách nhiệm. Đó là điều mà bạn buộc phải làm, hoặc bạn sẽ không được thi đấu. Và ông ấy cũng áp dụng điều đó với Ronaldo. Khi làm việc với Ronaldo, nhiều huấn luyện viên cố gắng thích nghi, nhưng Ten Hag cảm thấy ông ấy cần phải làm như vậy. Rangnick đã từng thử và không hiệu quả, tương tự là Ole, vậy nên Ten Hag bảo lưu quan điểm của mình và phát triển những cầu thủ khác. Man United tiếp tục thể hiện chuỗi phong độ nghèo nàn mùa này khi mới chỉ giành được 7 điểm sau 5 trận, qua đó xếp vị trí thứ 11 tại Premier League. Chứng kiến những kết quả thất vọng, nhiều cổ động viên Man United đã kêu gọi sa thải Ten Hag, thậm chí một số người còn yêu cầu họ bổ nhiệm lại Ole Gunnar Solskjaer. Về phần mình, trong buổi phỏng vấn mới nhất với kênh truyền hình NKR của Na Uy, Solskjaer khẳng định ông vẫn xem Man United là nhà và sẽ đồng ý ngay lập tức nếu như được câu lạc bộ cũ ngỏ lời. Nếu như gia đình cần bạn, bạn phải đi về và giúp đỡ, tôi sẵn sàng trở lại dẫn dắt Man United bất kỳ lúc nào. Thật sai lầm khi ngồi đây và nói về công việc của một người khác, nhưng sự thật là tôi muốn được trở lại đó vào một ngày nào đó. Trong 3 năm vừa qua, Ole Gunnar Solskjaer đã được Leicester City, Besiktas và đội tuyển Cộng hòa Ireland mời gọi, tuy nhiên ông đã từ chối tất cả. Ngoài ra, huấn luyện viên người Na Uy cũng được liên hệ để dẫn dắt công việc tại đội tuyển quốc gia. Roy Keane chỉ trích Arsenal chơi phòng ngự thụ động và bảo vệ lợi thế như một đội bóng nhỏ sau khi còn thi đấu với 10 người. Bình luận trên Sky, cựu tiền vệ của Man United lên án cách Arsenal đá bóng khi mất người, khẳng định rằng đây là tư duy bóng đá yếu kém. Ông còn nhắc lại màn trình diễn tương tự của Arsenal trước Brighton vào tháng 8 khi Declan Rice bị đuổi khỏi sân. Khi đó Arsenal cố gắng câu giờ và chỉ chăm chú phòng ngự. Họ đá bóng một cách thụ động giống như một đội bóng nhỏ với một tâm lý nhỏ, điều tương tự cũng xảy ra trước Brighton khi họ chơi 10 người trong 15 phút cuối. Ngay cả thủ môn Arsenal cũng ngã xuống để câu giờ. Ý tưởng cho rằng Arsenal chỉ chơi như vậy khi đối đầu Man City là sai lầm. Đó là một ngụy biện. Họ thể hiện tâm lý yếu kém trước gặp Brighton ngay trên sân nhà của mình. Hãy kiểm soát quả bóng, thay vì đá bóng lên phía trước và chờ đợi, hãy cố gắng thực hiện vài đường chuyền để giữ bóng. Marca đưa tin, ban quản lý Saudi Pro League đang dần mất kiên nhẫn với Neymar. Tờ báo Tây Ban Nha trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Al-Hilal đã chán ngấy và sẵn sàng thanh lý Neymar. Sự tức giận của Al-Hilal và Saudi Pro League là cực lớn. Al-Hilal hiểu rằng sự trở lại của Neymar đáng lẽ đã đến và một số thành vi của cầu thủ này ngoài sân cỏ không được chuyên nghiệp. Họ nói về một số bài đăng trên mạng xã hội của Neymar chỉ ra sự cẩu thả của anh. Neymar chỉ chơi được 5 trận với câu lạc bộ mới của mình trước khi bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi khoác áo đội tuyển Brazil vào tháng 10 năm ngoái. Tệ hơn, Neymar khó có thể trở lại sân cỏ trước khi năm 2024 kết thúc. Mặt khác, Al-Hilal không đăng ký cầu thủ này tại Cúp C1 châu Á. Trong chiến thắng 3-2 trước Alaves, Endrick được trao cơ hội vào sân từ ghế dự bị. Trong thời gian có mặt trên sân, tiền đạo người Brazil đã để lại hình ảnh xấu khi vào bóng cực kỳ thô bạo với Mourinho bên phía Alaves. Trong khi di chuyển không bóng, Endrick đã đạp vào đùi Mourinho và may mắn chỉ bị phạt thẻ vàng. Tờ Marca cho biết Endrick đã biết mình phạm sai lầm và thừa nhận điều này trước các đồng đội trong buổi tập. Bên cạnh đó, Endrick cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm và không để trường hợp như vậy tái diễn. Cầu thủ trẻ người Brazil muốn chinh phục thế giới bóng đá trong một trận đấu ra sân. Quyết tâm đó đã không được phát huy trong trận gặp Alaves. Tuy nhiên, ấn tượng để lại chính là việc Andrić đã thừa nhận sai lầm và biết hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu như không từ bỏ lối chơi đó. Có thông tin xác nhận rằng một thành viên chủ chốt trong hàng thủ Real Madrid đã được trở lại tập luyện với đội. Cầu thủ được đề cập là Dani Carvajal. Hậu vệ này đang ngồi ngoài khi Real Madrid hạ gục Alaves. Hậu vệ giàu kinh nghiệm này gặp vấn đề về thể lực vào cuối tuần trước trong trận đấu với Espanyol. Lucas Vázquez đã chơi tốt trước Alaves, nhưng tất cả những người hâm mộ Real chắc chắn đều mong chờ việc Carvajal lấy lại thể lực để kịp tham dự trận derby thủ đô vào cuối tuần này. Theo Mario Cotencana của The Athletic, Carvajal đã tập luyện cùng đội và sẵn sàng ra sân trong trận gặp Atletico. Trong khi đó, Camavinga đã được phép tham gia một phần các hoạt động của đội vào ngày thứ năm, nhưng việc anh có thể ra sân với Atletico vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Real đang bị Barca bỏ lại trên bảng xếp hạng và họ sẽ phải cần thắng Atletico Madrid để củng cố sự tự tin trước khi đối đầu trực tiếp với Barcelona vào tháng sau. Theo AS, Ancelotti chưa muốn dừng lại và đang hấp thụ kế hoạch tiếp tục gắn bó lâu dài cùng Real Madrid. Hợp đồng hai bên sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2026. Trong thời gian từ nay đến đó, Ancelotti và Real Madrid nhiều khả năng sẽ tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán. Đôi bên đều rất thiện chí trong công việc tiếp tục hợp tác với nhau. Ngoài điểm cộng lớn về chuyên môn, Ancelotti còn được đánh giá rất cao ở khả năng quản trị con người. Nhà cầm quân 65 tuổi đạt được rất nhiều thành công cùng với đội. Chiến thắng 3-2 trước Alaves vừa qua đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầm sao vàng của Ancelotti. Huấn luyện viên người Ý trải qua trận đấu thứ 300 trên cương vị huấn luyện viên trưởng Real Madrid và việc khẳng định tương lai cho thấy ông vẫn còn rất thiết tha công việc tại Bernabeu. Trước đó, Ancelotti tưởng chừng sẽ chia tay Real Madrid sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Ông đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc dẫn dắt đội tuyển Brazil. Đích thân đại diện Liên đoàn bóng đá Brazil xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Ý sau đó đã đổi ý và tiếp tục ở lại Real Madrid. Mùa hè vừa qua, Chesney đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 1 năm với Juventus vì anh bị loại khỏi kế hoạch của Thiago Motta. Dù vẫn nhận được không ít lời đề nghị, nhưng thủ môn người Ba Lan đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 8. Tuy nhiên, sau hơn một tháng treo găng, Chesney đã thay đổi quyết định và trở lại thi đấu khi nhận được lời đề nghị từ Barcelona. Thủ môn 34 tuổi đang trên đường tới Barca kiểm tra y tế. Lý giải cho quyết định đầu quân cho Barcelona, anh cho biết: "Tôi luôn tôn trọng lịch sử của Barcelona, một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất lịch sử. Tôi cũng không hiểu tình hình khó khăn mà họ gặp phải sau chấn thương của Ter Stegen. Tôi nghĩ mình sẽ thiếu tôn trọng nếu không đồng ý với lời đề nghị này." Sự nghiệp đỉnh cao của Roger Chesney gắn liền với Arsenal và Juventus. Sau khi Ter Stegen gặp chấn thương nặng và phải nghỉ đến hết mùa, Barca buộc phải chiêu mộ thủ môn mới giàu kinh nghiệm và họ đã nghĩ ngay đến Chesney.